mía, thứ cây trồng nổi tiếng tại Cuba, rồi mô hình xưởng chưng cất rượu rum mía hồi thế kỷ 16 tại bảo tàng rượu rum Havana Club, và đủ các dụng cụ sản xuất rượu thô sơ cách đây vài trăm năm. Từ hai phía, những người nô lệ quay cái trục gỗ này, mía kẹp ở giữa, được ép và nước mía sẽ chảy xuống dưới, xuống cái máng này. Nước mía được đun 4 đến 5 tiếng, cho ra thứ nước cốt mía là nguyên liệu thô để ủ rượu rum. Nhà máy rượu rum Havana Club. Nước mía giờ được chưng cất công nghiệp. Nước cốt mía sau chưng cất được bơm vào các thùng gỗ sồi để ủ, tương tự như ủ rượu whisky. Rum Havana Club được ủ ít nhất là 2 năm và có thể hàng chục năm. Đây là quá trình trao đổi chất tự nhiên giữa gỗ, rượu và môi trường xung quanh giúp làm rượu rum đầm, dịu và thơm hơn. Tùy vào mỗi đợt dung dịch nước cốt mía, các chuyên gia cao cấp sẽ yêu cầu ủ thứ nước dung dịch đó trong vòng 7 năm, 10 năm hay 15 năm hay hơn nữa. Sau thời gian ủ, rượu được đóng chai, thường với các nhãn mác độ tuổi khác nhau. Cuba có điều kiện khí hậu nhiệt đới, gió ẩm, rất phù hợp với việc sản xuất rượu rum. Nhiều nơi khác, rượu cần ủ tới 7 năm mới đạt tiêu chuẩn, thì ở Cuba chỉ cần tới 5 năm. Một chai rượu có thể pha trộn từ nhiều thùng rượu có độ tuổi khác nhau. Rượu rum Havana Club tại Cuba có giá 5-7 đô la mỗi chai, nhưng có chai vài chục năm tuổi, giá lên tới hàng nghìn đô la, chủ yếu nhằm vào thị trường châu Á. Havana Club của Cuba đã xuất khẩu sản phẩm sang hàng trăm nước trên thế giới, nhưng vì bị cấm vận, không xuất sang thị trường Mỹ, nơi tiêu thụ tới khoảng 40% rượu rum của cả thế giới. Mỗi năm thì Havana Club đã bán ra khoảng 4 triệu thùng rượu rum, loại 9 lít một thùng. Tuy nhiên hãng này tính toán rằng nếu lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ, thì sản lượng bán ra của hãng có thể tăng thêm 1 triệu thùng chỉ riêng cho thị trường Mỹ. Trường Sơn, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ nhà máy rượu rum Havana Club, Cuba.